Bạn mong đợi điều gì ở một cuộc hẹn hò? Có chuyện gì vậy nhỉ? Là tóc sao? Ôi, thật khủng khiếp. Còn bữa ăn thân mật thế nào? Anh chàng bị sao thế? Ồ, lại là tóc à? Thật không thể tin. Ngại quá cô gái ơi. Lúc ngủ thì sao nhỉ? Anh ta lại chạm trúng gì đấy? Lại là tóc. Ôi, ám ảnh quá. Đợi ai đấy anh bạn? Ý, có gì trên mặt anh? Lấy nước bọt lau nó nhé. Eo ơi, bẩn quá. Một trận đấu hấp dẫn. Đừng bỏ mặc cô bạn chứ. Anh bạn không quan tâm. Cô bạn bắt đầu khó rồi đấy nhé. Sao cứ uống và dán mắt vào tivi thế? Thế nào cô bạn cũng cho cậu một bài học. Đáng đời. Lần sau cậu nên cẩn thận. Cô bạn manh động bớt mồm anh bạn. Eo ơi, ghê quá. Khi yêu có khiến ta quan tưởng không nhỉ? Bạn luôn nghĩ mình bị phản bội. Giấc mơ thật khủng khiếp. Cô nghĩ hơi nhiều rồi. Cô vẫn không tin tưởng bạn trai mình sao? Cô bạn quan tưởng thật rồi. Cặp đôi này thật hạnh phúc. Bắt đầu lạnh rồi đấy. Ơ, cô gái dèn hết mền rồi kìa. Không sao, cô ấy sẽ ôm anh mà. Ôm thôi, còn ghét chân nữa chứ. Cẩn thận kìa anh bạn. Vậy mà cô ấy vẫn ngủ ngon lành. Công nhận anh bạn chu đáo thật. Việc gấp lắm mà anh bạn. Cô bạn thế kia thì sao anh làm được? Mạnh mẽ lên xem nào anh bạn. Kết quả anh chàng chịu thua. Nơi này có vẻ ổn đấy. Không phải như anh nghĩ đâu. Cô bạn xuất hiện cùng anh. Cho dù anh chạy trốn, dù là phòng vệ sinh, nơi này an toàn rồi đấy. Ơ, sao cô ấy nhảy sôi động thế? Xem chóng hết cả mặt. Chào thua với cô gái này. Cùng đánh răng hạnh phúc hơn. Nhìn nhau trìu mến. Lúc nào cũng có nhau. Chơi vậy không vui đâu nha. Mất hình tượng quá. Đừng mãi bấm điện thoại cô gái. Hai anh bạn ăn nhiệt tình chưa kìa. Cô phải hành động thôi. Muốn ăn thì phải giành lấy. Chơi game gì thế anh bạn? Vẫn chẳng để ý gì đến cô bạn sao? Sao không giận cho được? Đấy, phải quan tâm cô ấy chứ. Giận luôn. Hãy làm gì đấy cho cô ấy vui đi nào. Một hũ kem sẽ làm cho cô ấy vui ngay. Mớm cho cô ấy nào. Cô ấy hôn bạn ngay cho mà xem. Hãy quan tâm chăm sóc bạn gái nhé các bạn. Thời tiết có vẻ như khá là lạnh.
cô bạn cần hơi ấm. À, đây rồi. Làm gì như điện giật thế? Cảm giác biết diễn tả thế nào nhỉ? Hãy cảm nhận khi có người yêu bên cạnh. Buổi hẹn hò của bạn như thế nào? Thức ăn đến rồi. Chồng cô ấy ăn kìa. Ăn nhanh thật. Cậu bạn choáng ngợp ngay. Ơ, gần hết đĩa mì rồi. Cô ấy thậm chí ăn không cần nhìn. Hết từng này đĩa luôn kìa. Bình tĩnh nào anh bạn. Giờ ngó gì đấy? Cố giữ phần ăn của cậu lại. Thôi xong, chắc nhìn thôi cũng đủ no. Làm gì đấy? Trùm mền, tắt điện và ăn snack. Ôi ngon làm sao. Bạn cô đến kìa. Rồi, mất nhé. Lần sau cẩn thận hơn nha. Đi thẫn thờ thế cô gái. Có thể là cô gặp chuyện buồn. Như người mất hồn vậy. Có vẻ cậu bạn này sẽ hiểu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Có anh đây rồi. Con gái thích được cưng chiều, thích được gãi đầu. Cô thấy dễ chịu. Đừng ngừng lại chứ anh bạn. Anh bạn vui vì được về nhà bạn gái. Anh hôn em nhé. Từ đã nào chưa đến lúc. Nghĩ thôi anh ấy đã thích thế rồi. Ôi đổ vỡ. Thực tại luôn làm ta đau. Và rồi cô vợ xuất hiện. Và bạn chỉ muốn khóc. Chỉ người trong cuộc mới hiểu. Một cuộc gặp gỡ tình cờ. Áo cặp luôn nè. Và họ sẽ thuộc về nhau.